Xin kính chào quý khán giả của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khi nói về nghệ thuật tạo hình Việt Nam, mà cụ thể là nói về điêu khắc Việt Nam, thì chúng ta không chỉ nghĩ tới điêu khắc truyền thống với những tượng thờ ở trong các không gian đình, đền, chùa, miếu. Chúng ta cũng không chỉ nghĩ tới những công trình tượng đài hoành tráng, tức là những công trình đòi hỏi phải đầu tư tiền của rất lớn, mà trên thực tế thì cũng mang lại không ít điều tiếng. Mà khi nói tới điêu khắc Việt Nam thì chúng ta nói tới điêu khắc đương đại với sự có thêm của rất nhiều chất liệu mới, những phong cách biểu hiện nghệ thuật mới, những gương mặt tác giả mới với rất nhiều cá tính sáng tạo. Vấn đề đặt ra là làm sao để có thể khơi thông và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của điêu khắc Việt Nam đương đại trên cơ sở của những cá tính sáng tạo ấy. Thì đấy chính là vấn đề mà chúng tôi muốn đặt ra trong chương trình Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay, với sự tham dự của hai vị khách mà chúng tôi đã mời tới trường quay của Truyền hình Nhân dân. Xin được giới thiệu, trước hết có sự có mặt của họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam. Và vị khách thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay là họa sĩ Vũ Hồng Nguyên, người đồng sáng lập và điều hành Bảo tàng nghệ thuật đương đại Flamingo Đại Lải. In the Forest, nghệ thuật trong rừng, là tên một dự án nghệ thuật chuyên về mỹ thuật đương đại do tập đoàn Flamingo đầu tư. Kể từ khi bắt đầu năm 2015 cho đến nay, từ dự án này đã hình thành một bảo tàng nghệ thuật ngoài trời, chủ yếu là các tác phẩm điêu khắc mang phong cách đương đại. Khá nhiều điêu khắc gia nổi tiếng từ các nước Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhất là các điêu khắc gia Việt Nam thuộc thế hệ sinh vào những năm 1970, trẻ trung và tràn ngập những ý tưởng sáng tạo, táo bạo, giàu cá tính đã được mời tham gia dự án. Điều thú vị ở đây là các phác thảo của họ dù gây bất ngờ nhất, khó tin nhất, vẫn được nhà đầu tư và những người tổ chức dự án tôn trọng tuyệt đối. Vậy là các nghệ sĩ được cung cấp những vật liệu tốt nhất, những tốp thợ có tay nghề cao nhất để biến phác thảo của mình thành tác phẩm. Và những tác phẩm ấy, dù bằng gỗ, đá hay kim loại, dù là một tượng hay một quần thể tượng, cũng đều được tính toán sao cho nó phải chiếm một vị trí không gian đắc địa nhất, phù hợp nhất với bối cảnh, để cái đẹp về hình khối bố cục của tác phẩm có thể phô diễn đến tận độ trong mắt người thưởng ngoạn. Có thể khẳng định rằng dự án chưa xong, nhưng với những tác phẩm hiện có thì Bảo tàng Mỹ thuật ngoài trời của Flamingo Đại Lải cũng đã làm được một điều căn bản, đó là trình ra khuôn mặt mới mẻ của điêu khắc Việt Nam đương đại. Thưởng thức và quan sát các tác phẩm ở đây, người ta nhận thấy mối quan hệ khăng khít giữa điêu khắc với kiến trúc cảnh quan, giữa điêu khắc với công nghệ hiện đại để xử lý những vật liệu mới. Và quan trọng hơn, người ta được thay đổi, được làm cho phong phú đa dạng hơn về nhãn quan nghệ thuật, rằng điêu khắc không chỉ là các công trình tượng đài hay mấy cái tượng trang trí trong nhà mà mọi người vẫn quen nhìn. Điêu khắc còn là những cái gì đó khác, những hình khối lạ lùng, kỳ vĩ và đầy sức gợi mở trong trí tưởng tượng của con người. Nó khiến người ta được làm quen với những cái đẹp khác, những phương diện khác mà điêu khắc có thể đóng góp với nhân sinh. Chính vì thế mà ngay từ đầu, dự án nghệ thuật trong rừng đã rất được Hội Mỹ thuật Việt Nam tán thưởng, cổ vũ. Theo như tôi tìm hiểu và được biết, thì những hoạt động sáng tạo trong nghệ thuật tạo hình của chúng ta, những hoạt động mang tính phong trào, thì có lẽ là nó bắt đầu từ khi mà thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam. Và đầu tiên là những hoạt động dành cho hội họa, đó là những chuyến đi thâm nhập thực tế vào các nông trường, công trường, vùng mỏ, xí nghiệp, thậm chí là các chiến trường, các nhóm, các đoàn họa sĩ đi và sau đó là về sáng tác. Nhưng còn điêu khắc thì muộn lắm, điêu khắc thì muộn lắm. Mà mãi tới sau này người ta mới thấy cái hình thức là các cái trại điêu khắc. Thế thì xin ông có thể cho biết thêm một số thông tin vào về cái mà chúng ta đang quan tâm để trao đổi hôm nay không ạ? Các trại điêu khắc ở Việt Nam xuất hiện như thế nào và hiệu quả của nó tính cho tới thời điểm này? Vào những cái thập kỷ 90 của thế kỷ trước ấy, thì chúng ta đã tổ chức được những cái trại sáng tác điêu khắc quốc tế
và đặc biệt là ở trong thành phố Huế ấy, thì ta thấy rằng là rõ ràng chúng ta cũng mời được các cái nhà điêu khắc quốc tế vào tham dự cái trại này, và cũng chúng ta cũng lựa chọn được những cái tác giả điêu khắc mà có thể đáp ứng cái tiêu chí mà của một cái trại điêu khắc quốc tế lưu ý khi chúng ta thực hiện ở Việt Nam. Thì tôi cho rằng là trong cái ồ ạt đấy liên tục cũng trong nhiều năm đấy, thì những cái trại điêu khắc ở Việt Nam cũng tạo ra được cái hình ảnh của những cái vườn tượng, những cái vườn tượng, những cái mà thực sự tôi cho rằng là cho đến bây giờ chúng ta nghĩ lại thì thấy tự nhiên bị rút chung tất cả những cái tác phẩm điêu khắc ở trong một cái khu vườn. Mặc dù sông Hương rất là đẹp, nhưng bên này bên kia bờ sông Hương ấy, thì là gọi là nó hơi bị chật chội các cái tác phẩm điêu khắc đứng bên nhau. Và thực ra thì bây giờ chúng ta nhìn lại mới thấy rằng là rõ ràng mỗi một cái tác phẩm nó cần một cái không gian riêng, một cái không khí riêng, một cái ánh sáng riêng, một cái sự ôm ấp của cây cỏ riêng cho cái ngôn ngữ của nó lên tiếng. Thế nhưng mà lâu nay như chúng ta biết ấy, rõ ràng cái hiệu quả của những cái vườn tượng như đến bây giờ rõ ràng không ai còn nhớ nữa những cái vườn tượng ở Huế. Đấy tôi cho là đến cái điều đáng tiếc, mà lẽ ra thành phố Huế đã có thể lựa chọn những cái tác phẩm ở trong cái được gọi là cái vườn tượng mà qua các trại điêu khắc quốc tế ấy, đặt ở những cái khung cảnh khác nhau, ở những cái không gian khác nhau ở trong thành phố, thì chắc chắn là tôi nghĩ là cái hiệu quả của cái ngôn ngữ điêu khắc nó đã tốt lên rất nhiều. Bởi vậy mà tôi cho rằng là đấy cũng là một cái bài học để ta thấy rằng là bây giờ cái gọi là những cái trại điêu khắc mà chúng ta cũng thấy xuất hiện ở miền Bắc hay là miền Trung hay miền Nam ấy, thì rõ ràng là nó không phát huy được cái ngôn ngữ của nó, cái tiếng nói của nó. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói tới cái trại điêu khắc ở Huế và cái vườn tượng ở hai bờ sông Hương. Nhưng tôi nhớ rằng trong khoảng thời gian đấy hoặc là sau đó một ít thôi thì nó còn có những trại điêu khắc khác. Ví dụ như là trại Bách Thảo ở Hà Nội, ví dụ như là trại Hòn Giấu, Đồ Sơn, quãng những năm 2000. Rồi thì một cái trại nữa mà tôi nhớ khoảng năm 2006, 2007 ở trên Đền Hùng. Thế thì hiệu quả của những cái trại ấy thế nào ạ, theo ông? Tôi cho là bây giờ gần như là im tiếng rồi. Không ai biết đến cái trại điêu khắc mà đã có những bây giờ. Cái tượng ở vườn Bách Thảo là cũng không ai còn biết đến những cái tượng ấy, cũng như ở trên Phú Thọ, cũng như ở Hòn Dấu. Đấy là những cái điều nó hết sức đáng tiếc. Bởi vì thực sự ở những cái khung cảnh như thế, ở thời điểm như thế, thì khi doanh nghiệp vào cuộc, họ cũng có cái câu chuyện của họ để tạo nên một cái dấu ấn riêng biệt. Nhưng bây giờ tôi cho rằng là sau những cái mà chúng ta cũng thấy thê thảm ở những cái gọi là 12 con giáp ấy, mà được thực hiện ở Hòn Dấu sau này ấy, thì rõ ràng là nó hoàn toàn nó phản cảm và nó tạo ra một cái hình ảnh mà bản thân khi nếu mà doanh nghiệp vào cuộc theo cái kiểu như thế thì hết sức là khổ. Tôi thấy rằng đó là một cái điều rất là đáng tiếc, bởi vì cái trại Hòn Dấu ấy, thì các tác giả tham gia vào cái trại ấy, tôi nhớ ở thời điểm ấy là những tên tuổi lớn của điêu khắc Việt Nam đương đại. Lê Công Thành có Phan Gia Hương, có Trần Hoàng Cơ, vâng, có Đào Châu Hải và một số người nữa. Chính vì thế mà tôi muốn nói tới một trường hợp khác mà tôi tin rằng đấy là một sự thành công. Đấy là cái bảo tàng điêu khắc ngoài trời của Flamingo Đại Lải mà chính họa sĩ Vũ Hồng Nguyên là người đồng sáng lập và là người điều hành. Thì có nên hình dung cái kết quả cuối cùng mà chúng ta đã thấy qua cái phóng sự của chúng tôi vừa phát ấy, nó như là kết quả của một cái trại sáng tác điêu khắc mở rộng và kéo dài hay không ạ? Anh có thể chia sẻ. Trại sáng tác điêu khắc ấy vẫn có thể phát triển được tốt. Thế việc đầu tiên ở đây là mình nghĩ thế nào về cái trại và mục đích của mình làm trại để làm gì. Với tôi, mục đích làm trại điêu khắc là tạo ra một điều kiện, một cái cơ hội, một cái không gian để làm việc của nghệ sĩ và tác phẩm được trưng bày, được gìn giữ. Và chúng tôi không có mục đích khác. Cái mục đích của chúng tôi, mục đích cuối cùng đó là bảo tàng, là không gian nghệ thuật. Nó không bị những cái khác nó xâm chiếm vào. Và cái cách đi của doanh nghiệp cũng khác với cách đi của một tổ chức nhà nước hay một tổ chức chung, một cái hội đồng hay một cái gì đấy, mục đích khác nhau. Khi có cái mục đích khác nhau thì cái hướng để xử lý một cái trại nó sẽ khác nhau. Tôi vẫn nghĩ là chúng ta có nhiều trại, nhưng mà cái cách thức nó sẽ xảy ra và nó cách tiếp cận và cách giải quyết và cái kết quả cuối cùng nó sẽ ra những cái khác nhau.
nếu thực sự mà anh muốn một cái trại tốt, anh phải cách thức tổ chức như nào nó tốt. Tôi nói ví dụ như là nghệ sĩ, cái em thành công nhất của một cái trại này không phải là ở người tổ chức nhiều đâu, mà ở chính là nghệ sĩ. Anh có đủ uy tín, anh có đủ sức thuyết phục, anh có đủ những cái hấp dẫn để mời được những nghệ sĩ tốt hay không. Khi có những nghệ sĩ tốt rồi thì cái chất lượng tác phẩm đương nhiên sẽ tốt. Còn anh mời nghệ sĩ mà theo một mối quan hệ, theo một cái gì đấy thì cái chất lượng nó sẽ giảm theo. Trong một cuộc chơi, trong một cái chương trình thì bao giờ cũng phải đặt ra rất nhiều tiêu chí. Tiêu chí có nghĩa là anh có thể anh xét duyệt cái hồ sơ năng lực của tôi là người đứng ra mời là nhà tổ chức, nhưng mà tôi cũng xét duyệt cái hồ sơ năng lực của anh, xem cái hệ thống tác phẩm, hệ thống sáng tác của anh như thế nào. Và cái cách thức của chúng tôi làm, thứ nhất là chúng tôi không làm ra hội đồng nghệ thuật. Ở đây không phải việc không tôn trọng hội đồng nghệ thuật, mà chúng tôi muốn để tập trung vào một cái concept đấy kéo dài trong nhiều năm. Khi kéo dài trong nhiều năm đấy thì bắt buộc cái câu chuyện chúng ta phải dẫn dắt từ năm thứ nhất đến năm thứ 10 hoặc là đến năm thứ 20, nó cuối cùng cái mục đích nó hình thành cái gì. Và chúng ta hình dung ra hội đồng nghệ thuật, chúng ta thì cũng có muôn vàn cách tổ chức hội đồng nghệ thuật. Nhưng nếu chúng ta có 5 thành viên hội đồng nghệ thuật thì chúng ta đã 5 cái đầu khác nhau. 5 cái đầu khác nhau mà cùng là nghệ sĩ hay là nghệ sĩ và cái đối tác khác là đã những cách thể hiện cho cái suy nghĩ của mình đã khác nhau. Và bản thân người nghệ sĩ đứng ở giữa, họ rất dễ bị làm sai cái ý đồ ban đầu của họ đi bởi vì chính hội đồng nghệ thuật. Thì tôi cho rằng là cái cách làm như thế thì nó sẽ tốt hơn cho chính nghệ sĩ. Tức là nghệ sĩ sẽ được bảo toàn cái việc họ ước mơ mong muốn cái gì, và chúng tôi là người phục vụ giúp cho họ tối đa nhất. Và cái quan trọng nhất từ đầu vẫn là phải mời được nghệ sĩ chất lượng. Còn cái ở đây là cách thức tổ chức ở nhà nước là một cách, và cách thức của doanh nghiệp là một cách. Anh có thể chia sẻ từ chính kinh nghiệm mà anh làm ở Flamingo đây là Kinh nghiệm của tôi là cái việc đầu tiên là chúng ta phải sắp xếp một cái không gian. Trong cái lộ trình của cái thời gian 20 năm chúng ta làm gì với cái không gian. Và khi chúng ta có không gian rồi, chúng tôi có không gian rồi, cái không gian ở vị trí này thì ai sẽ là người phù hợp. Và chúng tôi đi tìm cái người phù hợp với cái vị trí ở chỗ này. Chúng ta cũng thấy là thế giới bây giờ là phẳng. Và việc tìm nghệ sĩ cũng không khó. Và mình cũng phải trình cái CV cho họ để họ thấy là cái năng lực của mình và cái ước mong của mình và cái mục đích cuối cùng của mình. Và họ cũng giúp mình ở những cái mục đích mong muốn đấy. Khi được nghệ sĩ ủng hộ thì mọi thứ nó sẽ rất suôn sẻ. Và nó cũng từng năm một bồi đắp vào thì chúng ta cũng thấy là nó tốt hay không, uy tín hay không lại do chính từng năm một. Khi có những nghệ sĩ rồi thì có những nghệ sĩ tốt hơn, và có những nghệ sĩ tốt hơn rồi thì có những nghệ sĩ tốt hơn nữa họ lại muốn đặt tác phẩm ở đấy, và cũng lại thành một cái bước, từng bước một. Và những nghệ sĩ khác khi muốn vào đấy thì rõ ràng họ phải phấn đấu, họ phấn đấu về tác phẩm, họ phấn đấu về rất nhiều thứ, và khi ở một cái mức độ nào đấy thì họ lại là người được sự lựa chọn. Có nghĩa là ai cũng có cơ hội. Chúng tôi cũng không phân biệt ra là người này là học hàm học vị hay là địa vị hay là giải thưởng cái gì, tôi không quan tâm cái đấy. Một tôi quan tâm nhất là cái concept, cái ý tưởng ấy của bạn nó thành hệ thống hay không, và nó mang vào đây nó có làm phong phú cái này thêm hay không. Và tôi rất luôn ủng hộ là những người trẻ, và tôi tin rằng là những người trẻ là những người sẽ sắp được cái tương lai. Tôi thấy có một cái thực tế là khi mà chúng ta nhìn vào và quan sát đời sống của mỹ thuật Việt Nam đương đại, mà cụ thể ta đang nói đây là cái điều khác Việt Nam đương đại ấy. Thì về mặt hoạt động ấy thì thấy rằng là các cái trại sáng tác điêu khắc đang ngày càng được nhân rộng lên, cái mô hình nhân rộng lên ở nhiều nơi, nhiều nhóm theo nhiều mức độ khác nhau. Chúng ta có các cái trại lớn nhưng đồng thời cũng có những cái nhóm rất là nhỏ, ví dụ như là chúng ta đã có thể thấy ở trong cái phóng sự khi mà chúng tôi phản ánh về cái trại ở Ninh Bình do điêu khắc gia Lương Trị, một nhà điêu khắc trẻ vừa mới tổ chức tháng vừa rồi xong. Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2021 tại làng nghề đá thủ công truyền thống Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình đã diễn ra lễ khai mạc trại sáng tác điêu khắc mang tên Biến Chuyển. Đây là trại sáng tác điêu khắc đương đại trên chất liệu duy nhất là đá, và là một trại sáng tác ở quy mô khiêm tốn với sự tập hợp của 9 nghệ sĩ thuộc nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên trong số đó có những tên tuổi thành danh khá quen thuộc với công chúng như Đào Châu Hải, Khổng Đỗ Tuyền, Lê Lạng Lương, Lương Trịnh. Quy mô khiêm tốn, nhưng trại sáng tác điêu khắc đá Biến Chuyển lại chứa đựng sự nỗ lực rất lớn của người tổ chức, tức nhà điêu khắc Lương Trịnh.
cả ở khâu hậu cần lẫn niềm mong mỏi sẽ đóng góp một chút gì đó có ý nghĩa vào sự biến chuyển của điêu khắc Việt Nam đương đại. Trại lần này cũng giống như trại Về Với Đá 2019, thì chúng tôi tập trung là làm về chất liệu đá. Mỗi nghệ sĩ có những chất liệu thế mạnh riêng, nhưng trại lần này thì chúng tôi chọn cái chất liệu đá là chủ đạo. Trại điêu khắc biến chuyển 2021 lần này thì rất vinh dự được sự đồng hành của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại VCA. Sau khi sáng tác tác phẩm tại Lương Gia thì chúng tôi sẽ mang triển lãm tại Trung tâm VCA vào trung tuần tháng 6. Trong hội trại lần này thì chúng tôi mong muốn được thể hiện trên cái chất liệu đá, một cái chất liệu truyền thống nhưng nó luôn luôn mới mẻ với các nghệ sĩ, và mong muốn cái nghệ thuật điêu khắc được tới gần với công chúng hơn. Buổi sáng tổ chức lễ khai mạc thì ngay buổi chiều, các nghệ sĩ của trại sáng tác điêu khắc biến chuyển đã bắt tay vào công việc chọn đá theo hình dạng và kích cỡ phù hợp với phác thảo nghệ thuật của mình. Một vài người đã thực hành những thao tác khoan, cắt, gọt, xẻ đầu tiên. Nhìn rộng ra, sự vươn lên, tự khẳng định tiếng nói của điêu khắc Việt Nam đương đại chủ yếu đều bắt đầu từ những nỗ lực tự thân như thế này. Trước khi mà lên chương trình và khi mà bắt đầu thăm làm đây, cũng như là những tác giả tham gia trong lần này, thì tôi nghĩ là triển lãm này sẽ là một triển lãm tôi nghĩ là sẽ rất tốt và cũng sẽ tạo một cái hiệu ứng rất đặc biệt cho một cái không gian về nghệ thuật, về đá, về điêu khắc đá. Vì hiện tại có thể nói là chúng ta cũng chưa có một cái không gian nghệ thuật nào chuyên sâu về đá. Thì với cái khởi đầu của cái gọi là cái trại sáng tác của biến chuyển này, thì tôi hy vọng chắc đây sẽ là một cái không gian về đá, về các tác phẩm đương đại về đá. Cũng như mọi người khi đến với làng nghề thì sẽ có một cái không gian rất khác biệt. Có lẽ rằng chúng ta sẽ đi vào bếp núc của cái việc tổ chức và điều hành một cái trại sáng tác điêu khắc thế nào. Họa sĩ Vũ Hồng Nguyên vừa nói tới cái việc là anh phải nhìn phác thảo. Tôi thấy có một số trại, theo trí nhớ của tôi từ trước giờ khi mà tôi quan sát ấy, một số trại là cái phác thảo nó không đâu vào đâu cả. Thứ hai là tác giả mời đến thì có khi không phải là người làm điêu khắc, mà đấy là người làm gốm hay là người nặn hay là làm cái gì đấy về đồ họa chẳng hạn. Thậm chí là có những cái trại mà người ta không gửi phác thảo đến, nghệ sĩ đến tận nơi sờ tay vật liệu, thì lúc đấy bắt đầu với hình thành ra một cái phác thảo nào đấy mà cái người tổ chức ở cái thời điểm đấy là không biết. Thế thì cách làm như thế nó có bảo đảm chất lượng tác phẩm không ạ? Tôi chưa nói tới cái việc là các cái tác phẩm điêu khắc ấy, nó rất khác với hội họa, nó đòi hỏi không gian giống như là các vị nói. Thế thì các cái trại tổ chức xong thì có tính tới cái chuyện là tác phẩm để đâu không, hay là lại đưa vào trong kho à? Thế xong rồi lúc nào mà cần triển lãm thì mang ra, thế xong rồi lại đưa vào trong kho. Nghĩa là nó không có cái đời sống của nó với thiên nhiên, với công chúng. Thế tôi khi làm cái dự, Art in the Forest ấy, thì cái việc đầu tiên là khi tôi lựa chọn không gian và lựa chọn nghệ sĩ, và tôi mời nghệ sĩ đến đấy, họ ở đấy ngày đêm, họ cảm nhận được cái việc ánh sáng thay đổi, thời tiết thay đổi, cái cảm giác của họ đi vòng quanh cái khu vực mà họ sẽ được đặt để cái tác phẩm ở đấy. Và khi họ đồng ý tất cả những cái điều kiện như thế rồi thì lúc đấy mới ký vào cái bản thỏa thuận, nó thay cho một cái bản hợp đồng. Tất cả trong đấy có những quyền lợi của nghệ sĩ, trách nhiệm của nghệ sĩ và trách nhiệm của cả hai bên. Thì cái như anh Nam hỏi lúc đấy là có cần phải làm cái phác thảo hay không? Phác thảo nên có. Nên có thì khi đó nhà tổ chức sẽ chủ động được cái việc sắp xếp cái bộ công cụ và cái nguyên vật liệu để cho cái ngày sáng tác. Còn nó không phải là cái cuối cùng. Tức là lên có phác thảo nhưng nó không phải là cái cuối cùng chúng ta phải làm theo cái đấy. Ví dụ như một bác người Nhật sang đây, tôi chuẩn bị cho bác 20 cây gỗ, nhưng mà về cái cây gỗ để làm cái gì là cái vật liệu đấy rồi, và bác ấy làm cái gì đến đấy, bác ấy đôi khi cái cảm giác cái không gian ở đấy, cái điều kiện ánh sáng ở đấy, và đôi khi cả cái sự hứng thú ở đấy, thì bác ấy tự biến đi cho cái ý đồ của bác. Và vật liệu đá cũng thế, bạn này có thể làm 10 khối đá, tôi chuẩn bị 10 khối đá, còn đến đấy bạn có thể làm cái gì trong cái 10 khối đá đấy là thỏa mãn cái việc của bạn. Và tôi vẫn tôn trọng nhất cái việc sự sáng tạo. Còn khi mình mời nghệ sĩ thì tôi nghĩ là bây giờ chúng ta cũng không nên nghĩ là người nhà điêu khắc thì làm điêu khắc,
mà tôi nghĩ nó mở ra. Có họa sĩ cũng có thể làm điêu khắc. Nếu bây giờ nhà điêu khắc, anh bảo anh là nhà điêu khắc đúng không, nhưng anh không có một cái concept gì cả, không có bộ tác phẩm đẹp, không có những cái gì để ra công chúng, chúng ta chỉ nói với nhau về cái danh xưng thôi, nhưng mà về bản chất chúng ta không làm việc thì chúng ta không có. Trong khi đó ông họa sĩ có thể ông ấy làm việc, ông vẫn có rất nhiều những tác phẩm điêu khắc. Mà tôi biết có những người bây giờ họa sĩ giáo sư nhưng mà có khối lượng tác phẩm điêu khắc khủng khiếp, tôi phải nói dùng từ khủng khiếp. Thì mình vẫn phải trân trọng họ, và họ vẫn có quyền được mời vào những cái như thế này. Cái quan trọng ở đây, cái cuối cùng là gì? Cái sản phẩm nghệ thuật họ làm ra xứng đáng để được trưng bày, xứng đáng để được bày biện, xứng đáng để nó có cái sự ảnh hưởng, có sự tương tác đến cộng đồng, nó mang lại cái tình yêu nhiều hơn cho cái công chúng đến, và nó thúc đẩy một cái gì đấy cho những cả những nhà điêu khắc khác. Khi nhìn vào một ông nghệ sĩ, khi nhìn vào một nhà văn, hay khi nhìn vào một doanh nhân, doanh nghiệp mà người ta muốn làm điêu khắc và họ làm được như thế, thì bản thân mình học trường lớp ra, mình điều tạo bài bản ra và mình chưa làm như thế, thì mình phải suy nghĩ lại chính bản thân mình. Cái sự phát triển chúng ta phải nhìn thấy chúng ta không thể đổi cho nhà nước, chúng ta không thể đổi cho thể chế, chúng ta không thể đổi cho bất cứ một cái gì, bởi vì chúng ta bây giờ nó cũng điều kiện quá tốt rồi. Cái chúng ta không được đến là do chính chúng ta, do chính chúng ta chưa có trách nhiệm với chính bản thân chúng ta. Thì tại sao tôi ước mơ làm bảo tàng điêu khắc, hay là bảo tàng hội họa, hay là nhiều bảo tàng khác, kể cả bảo tàng thực vật, tôi ước mơ rất nhiều thứ. Thì cái ước mơ ở đây nó sẽ được xây dựng dần dần, nhưng mà rõ ràng ta thấy là chúng ta đi nước ngoài, cái điều kiện để mọi người có cái nhu cầu ở lứa tuổi học sinh vào xem bảo tàng rất nhiều. Thế thì đấy mới là tương lai. Chúng ta bây giờ, bản thân chúng ta đã qua rồi, nhưng ta muốn giải quyết tương lai, chúng ta phải giải quyết cho 40 năm nữa. Có nghĩa là để những người không vượt đèn đỏ, đợi những người không đi vệ sinh bậy, thì chúng ta phải mất mấy chục năm, hàng trăm năm. Thế thì để mà phát triển văn hóa nghệ thuật đúng không, trong khi cái xã hội chúng ta bây giờ, cái iPad, cái điện thoại thông minh là những cái gì đấy là nó giải trí tất cả, thì cái nhu cầu để dành thời gian ra để vào bảo tàng, dành giới quan để xem công viên nghệ thuật là sẽ ít. Nhưng chúng ta thấy ít, chúng ta không làm thì chúng ta sẽ lại chạy muộn. Mà chúng ta muộn với các nước phát triển rất nhiều rồi, thì chúng ta bây giờ phải làm đi, phải có những người làm đi, phải có những doanh nghiệp, phải có những, còn bao giờ làm cũng phải có hy sinh. Hy sinh từ doanh nghiệp, hy sinh từ người đứng ra tổ chức, hy sinh cả cái việc của nghệ sĩ phải hy sinh. Tôi cho rằng là cái trường hợp của cái bảo tàng nghệ thuật ngoài trời của Flamingo Đại Lải thì nó là một trường hợp đặc biệt ở Việt Nam tính cho đến thời điểm này. Bởi vì không phải chỗ nào cũng có đầy đủ cái điều kiện về đất đai, về chi phí sản xuất, về cái gọi là nguồn lực kinh tế nó lớn đến như thế. Và tôi cũng rất đồng ý với ý kiến của họa sĩ Vương Nguyên khi anh cho rằng là chúng ta không thể đổ cho thể chế hay cho nhà nước hay gì cả. Bởi vì bây giờ là nghệ sĩ đã có rất nhiều điều kiện trong tay. Và do đó là anh phải tự chịu trách nhiệm với chính mình. Thế nhưng ngược trở lại vấn đề, ta thấy rằng cái mô hình các cái trại sáng tác điêu khắc ấy, thậm chí là kể cả trại sáng tác điêu khắc quốc tế ở Việt Nam mà do nhà nước tổ chức hoặc là chính quyền các địa phương tổ chức từ trước đến giờ ấy, giống như là cái chia sẻ của họa sĩ Lương Xuân Bàn nói ngay từ đầu cuộc trao đổi ấy, rất nhiều thứ nó cho thấy rằng không có hiệu quả, thậm chí tôi nói luôn là thất bại. Trong khi đấy các doanh nghiệp tư nhân nhảy vào làm thì đã thấy hiệu quả rất là rõ ràng. Thế thì liệu chăng lúc ấy nhà nước cũng cần phải có một cái động thái gì đấy, giống như là sự hỗ trợ về mặt chính sách chẳng hạn, chứ không phải chỉ bằng tiền bạc đâu, chứ không phải là thấy rằng là ồ thôi tư nhân làm tốt quá để kệ công tự làm. Thì các mình nghĩ thế nào? Tôi nghĩ bây giờ thực sự qua những cái bài học thực sự cho đến bây giờ trong cái giới mỹ thuật Việt Nam ấy đều chưa có thể nào quên được, thì rõ ràng cái cách mà nhà nước bây giờ anh đứng bên cạnh, anh đồng hành cùng với doanh nghiệp, anh cổ xí cho họ, hay là anh tạo một cái gọi là cái cơ chế mở để bản thân nữa là nhà nước thì mãi mãi vẫn chỉ là mạnh thường quân nghèo cho nghệ thuật thôi, và bản thân cái tiền bạc nhà nước nó không đáng cái gì so với lại cái đầu tư lớn của doanh nghiệp cho nghệ thuật như hiện nay. Tôi cho rằng là cái bài học mà của Flamingo này thành công không chỉ ở cái vấn đề tiền bạc, nó còn cả cái lộ trình hết sức chuyên nghiệp, kể cả từ một cái sự lựa chọn nghệ sĩ, cân nhắc tại sao họ phù hợp với mình mà cái người kia lại không thể phù hợp. Cho nên là bản thân những cái tác giả nước ngoài như anh Vũ Nguyên vừa nói đấy, một cái tác giả mà ví dụ như ông tác giả nhà điêu khắc Nhật Bản chẳng hạn, thì rõ ràng đấy là một cái bài học cho những cái người trẻ tuổi nhất ở trong nước, thấy rằng là rõ ràng một cái người già như thế mà họ, cái năng lượng sáng tạo của họ còn lớn hơn gấp bao nhiêu lần so với mình.
thì để thấy rằng là tôi cho, tức là một cái sự kích thích, một cái sự gọi là tôi nghĩ rằng là tác giả này tới tác giả kia bây giờ vẫn không bàn về cái câu chuyện lứa tuổi nữa, nhưng chính cái lứa tuổi này nó cũng làm tạo nên một cái khung cảnh, một cái không gian mà rõ ràng những cái nét đẹp mà bản thân những cái người đi trước họ cũng có cái cơ sở để họ nhô ra trong cái thiên nhiên của Flamengo để lại. Và bản thân những cái tác giả trẻ Việt Nam thì tôi cho rằng là họ cũng biết rằng lượng được cái sức, cái khả năng sáng tạo của mình đến đâu để thực sự đáp ứng được với cái sự đầu tư lớn của doanh nghiệp. Tôi thì tôi thấy thực sự ra là để nhà nước làm cũng rất khó, bởi vì mục đích của nhà nước và mục đích của tư nhân là khác nhau. Mục đích của nhà nước đôi khi chỉ là cái kết quả của cuối năm phải giải quyết vấn đề về ngân sách. Tôi nói rất thật, mục đích cũng chỉ là để chúng ta năm nay phải có một cái chương trình này. Chúng ta chỉ cứ như thế thôi, năm này năm khác chúng ta phải có chương trình này, năm này kỷ niệm 5 năm, cái này chúng ta có cái này, 10 năm chúng ta có cái này, và chúng ta không có một cái cuối cùng là sau 5 năm, 10 năm đấy chúng ta giữ cái gì, làm cái gì, bảo tồn cái gì hay như thế nào. Chúng ta cứ làm thôi, còn lại đến người sau, nhiệm kỳ sau lại bắt đầu lại cũng lại một cái như thế. Tôi nghĩ cái cuối cùng của chúng ta không có mục đích. Và tôi nghĩ không nên thay đổi và cũng không thể thay đổi được, bởi vì nó sẽ vẫn như thế. Trừ trường hợp chúng ta rất có điều kiện về kinh tế. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta muốn xây dựng một bảo tàng mỹ thuật đương đại thì rất nhiều người dân sẽ có ý kiến ngay, tại sao chúng ta lãng phí thế, chúng ta còn bao nhiêu người nghèo, chúng ta còn bao nhiêu cái phải giúp đỡ, bao nhiêu trường học, bao nhiêu các thứ. Và trong đầu chúng ta lúc nào cũng luôn luôn có một cái cách đấy so sánh khi chúng ta xây dựng một cái nhà hát, xây dựng một cái gì đấy để giải trí văn hóa. Nhưng chúng ta không nghĩ được một cái xa hơn, nếu chúng ta không làm những công trình văn hóa thì chúng ta cứ mãi thế này à? Chúng ta đi chậm rất nhiều rồi. Chúng ta cứ đổi cho một cái vấn đề, đó là chúng ta còn nghèo nhiều thứ. Cái nghèo nhiều thứ đấy chúng ta phải tách ra. Cái văn hóa đấy phải giải quyết văn hóa là văn hóa. Và cái giải quyết cái nghèo này là phải cái nghèo. Cái nghèo là của địa phương hay của trung ương. Và cái con văn hóa này ở đâu, vùng miền nào và đặc trưng là cái gì và phát triển đến đâu. Và nó phải rất rõ ràng. Và khi rõ ràng ra thì chúng ta có mục đích. Và có mục đích đấy thì người này ngồi ở vị trí này làm mục đích này, và người kế tiếp sau ngồi tiếp ông này, chúng ta vẫn phải làm tiếp cái mục đích này, và cuối cùng đó là cái đích. Thì khi có cái đích đấy thì chúng ta mới có những trại sáng tác, chúng ta đầu tư vào, chúng ta đừng làm 40 nghệ sĩ nữa, chúng ta chỉ làm 4 nghệ sĩ thôi. Và chúng ta dành tiền của 40 người kia, dành cho 4 người này thật tử tế, và chúng ta giữ được 4 cái tử tế. Nhưng nếu 10 năm chúng ta giữ được 40 cái tử tế, còn hơn là chúng ta có 400 cái không tử tế, chúng ta vứt đi đâu chúng ta cũng không biết. Thế thì cái tư nhân sẽ khác, là tiền của họ, mục đích của họ, con người của họ, họ muốn cái việc đấy. Tôi nói ví dụ như là cái anh người Singapore, anh ấy làm trên dự án, và anh ấy làm cái tác phẩm của anh ấy khi xong rồi mà tiếp tục theo, chúng tôi vẫn làm tiếp 4 tháng nữa, và 7 người thợ cứ liên tục làm như thế, tiếp tục để hoàn thiện cái tác phẩm của anh ấy cho nó tốt. Và cái tốt ở đây là mình muốn nó tốt, mình muốn nó tốt nhất của cái tác phẩm đấy, và nó phải như thế thì nó mới tỏa sáng hết được cái đẹp của tác phẩm. Thì mình phải làm như thế, thì đương nhiên nhà nước sẽ không thể làm cách như thế được. Nhà nước sẽ không, xong là xong, xong việc là xong. Chứ còn kể cả đơn giản là cái tác phẩm này, tôi nói ví dụ như là 2015 chúng ta cũng có một cái chương trình đi lưu trú điêu khắc rất lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, làm ở quận 9, ở cái bảo tàng đền thờ các vua Hùng. Thì tôi thấy là đến bây giờ các tác phẩm vẫn nằm ở đấy, và có một số năm thì mang một số tác phẩm ra vườn hoa Nguyễn Huệ để trưng bày mấy ngày Tết. Chúng ta cũng phải phân biệt là chúng ta làm cái điêu khắc ấy theo cái suy nghĩ về điêu khắc theo cách nào, và không gian ấy ở đâu. Nếu thực sự ra Thành phố Hồ Chí Minh muốn làm, đúng không, chúng ta mời một nhóm nghệ sĩ, và nghệ sĩ phải được đi tham quan và được xem chúng ta sẽ đặt tác phẩm chúng ta ở đâu, và ở họ tương tác với không gian ở đấy, cái khối kiến trúc như thế nào, ở đấy có cái gì, mật độ xe bao nhiêu, tốc độ xe như thế nào, và họ phải có cái như thế. Và cái cả nghệ sĩ cũng phải học cái điều đấy, để biết là khi giải quyết một không gian trong một công trình công cộng vào giải quyết như thế nào, nó không phải trong một cái salon, trong phòng, và phải rất nhiều thứ cộng lại thì nó mới ra một cái sản phẩm, và cái sản phẩm đấy đứng ở đấy nó mới có cái sự ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng. Và nếu có nhiều cái sự ảnh hưởng với cộng đồng, tôi nghĩ bây giờ đơn giản là chúng ta có rất nhiều cách. Thực sự chúng ta có muốn làm hay không, chúng ta có thể áp ngay vào cái việc mà của Bộ Xây dựng với công trình kiến trúc, quy mô đầu tư từ bao nhiêu tỷ trở lên, mặt đường như thế nào, rộng bao nhiêu, không gian như thế nào, anh phải lùi vào bao nhiêu, và ở đấy phải có một công trình tác phẩm điêu khắc, và tác phẩm điêu khắc đấy do hội đồng như thế nào. Thế nếu mà tôi nói với cái số tiền như thế mà cái tác phẩm điêu khắc chúng ta có nói chung chung như thế thì chúng ta sẽ thành một cái thứ cũng kinh khủng khiếp, đặt ra sau này đi dẹp đi cũng hết hơi.
Cũng có nghĩa là không phải cứ có tiền, đúng không? Cứ có một cái cơ chế trong tay là chúng ta làm tốt, thì lại phải có những cái người nào để mà có thể thẩm định được cái tác phẩm, thẩm được cái vị trí ở đâu. Bởi vì chúng ta cũng biết là mọi thứ của chúng ta nó có thể biến ảo vô cùng. À, vâng, một lần nữa thì rất cảm ơn hai vị khách đã tham dự và chia sẻ quan điểm của mình trong chương trình Góc nhìn văn hóa của chúng tôi ngày hôm nay.